Năm 1995, tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng nhưng may mắn sống sót. Sau đó tôi còn thường xuyên là nạn nhân của những kẻ rình rập. Năm 1994 và 1998, tôi suýt bị bắt cóc bởi chính những người hâm mộ. Năm 2000, tôi kết hôn với cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp cho Sungmin và sinh được hai bé con đáng yêu. Tuy nhiên đây lại là khởi đầu cho bi kịch lớn nhất đời tôi. Trong suốt 4 năm, tôi bị chồng bạo hành về cả tinh thần lẫn thể xác. Hắn lên truyền thông nói xấu tôi, mô tả tôi tệ bạc, mặc dù hắn thường xuyên ngoại tình và còn nợ mẹ tôi số tiền khổng lồ. Hắn đánh đấm tôi ngay cả lúc tôi đang mang thai rồi lên báo nói rằng tôi đánh trước. Năm 2004, sau khi bị hắn đánh dã man, tôi đã đệ đơn ly hôn. Nhưng để được quyền nuôi con, tôi đã phải rút lại lời buộc tội hắn. Sau đó hắn lên mạng bôi nhọ tôi, khiến tôi không chịu được và trưng ra hình ảnh bị hắn bạo hành. Thế nhưng điều này khiến tôi bị công ty quảng cáo Xi Nhan chấm dứt hợp đồng, với lý do không duy trì phẩm giá. Tháng 9 năm 2008, tôi bị đồn cho bạn thân là An Jae Hwan, vay nặng lãi và ép trả nợ khiến anh ta tự tử. Đó là một tin đồn vô căn cứ nhưng nó khiến tôi bị tâm lý nặng nề. Căng thẳng cực độ, ngày 2 tháng 10 năm 2008, tôi đã tự treo cổ để kết thúc cuộc đời thị phi. Tưởng rằng cái chết của tôi đã chấm dứt mọi chuyện, nhưng họ lại chỉ trích tôi, cho rằng tôi gây ra cái gọi là hiệu ứng tự tử.